gặp lại các bạn. Thế các bạn đã thuộc nhiều bài thơ chưa? Hôm nay Thỏ Nhí sẽ giới thiệu với các bạn một số bài thơ về gia đình. Các bạn đọc thơ cùng với Thỏ Nhí nha. Bài thơ Giúp Mẹ. Hôm nay chủ nhật, được nghỉ ở nhà. Em giúp mẹ cha nhặt rau quét dọn, áo quần xếp gọn, dỗ bé cùng chơi. Cha mẹ vui cười, khen con ngoan quá. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Giúp mẹ. Hôm nay chủ nhật, được nghỉ ở nhà. Em giúp mẹ cha nhặt rau quét dọn, áo quần xếp gọn, dỗ bé cùng chơi. Cha mẹ vui cười, khen con ngoan quá. Các bạn giỏi lắm. Tiếp theo, chúng mình sẽ làm quen với bài thơ Lấy Tâm Cho Bà. Tác giả Định Hải. Cô giáo dạy cháu về nhà, ăn xong nhớ lấy cho bà cái tâm. Nhưng bà đã rụng hết răng, cháu không còn được lấy tâm cho bà. Em đi rót nước bưng ra, chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Bài thơ Lấy Tâm Cho Bà. Cô giáo dạy cháu về nhà, ăn xong nhớ lấy cho bà cái tâm. Nhưng bà đã rụng hết răng, cháu không còn được lấy tâm cho bà. Em đi rót nước bưng ra, chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui. Bài thơ Quạt Cho Bà Ngủ. Tác giả Thạch Quỳ. Ơi chích chòe ơi, chim đừng hót nữa, bà em ốm rồi, lặng cho bà ngủ. Bàn tay bé nhỏ vẫy quạt thật đều, ngấn nắng thiêu thiêu đậu trên tường trắng. Căn nhà đã vắng, cốc chén nằm im, đôi mắt lim dim, ngủ ngon bà nhé. Hoa cam hoa khế chín lặng trong vườn, bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Bài thơ Quạt Cho Bà Ngủ. Ơi chích chòe ơi, chim đừng hót nữa, bà em ốm rồi, lặng cho bà ngủ. Bàn tay
bé nhỏ. Vẫy quạt thật đều, ngấn nắng thiêu thiêu, đậu trên tường trắng. Căn nhà đã vắng, cốc chén nằm im, đôi mắt lim dim. Ngủ ngon bà nhé. Hoa cam hoa khế chính lặng trong vườn, bà mơ tay cháu. Quạt đầy hương thơm, các bạn giỏi lắm. Tiếp theo chúng mình sẽ làm quen với bài thơ Ở Trong, tác giả Nguyễn Thị Thu Hà. Ở trong quả bòn có đàn tép nhỏ, ở trong quả hồng chứa đầy son đỏ, ở trong nguyễn vỡ điểm mười nở hoa, ở trong lòng bà bé cười chúm chím. Chúng mình cùng đọc lại nha. Bài thơ Ở Trong, tác giả Nguyễn Thị Thu Hà. Ở trong quả bòn có đàn tép nhỏ, ở trong quả hồng chứa đầy son đỏ, ở trong quyển vở điểm mười nở hoa, ở trong lòng bà bé cười chúm chím. Các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng mình cùng làm quen với bài thơ tiếp theo nha. Bài thơ Ngôi Nhà, tác giả Tô Hà. Em yêu nhà em, hàng xoang trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim, đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca. Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc lại nha. Bài thơ Ngôi Nhà, tác giả Tô Hà. Em yêu nhà em, hàng xoang trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim, đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca. Thỏ Nhí chúc các bạn sẽ thuộc nhiều bài thơ hay, để chúng mình đọc cho ông bà, cha mẹ cùng nghe nha. Những bài thơ về gia đình
sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi đọc thơ tiếp theo.